Nan Ba là nhà tù sở hữu hệ thống an ninh tối tân trên một hòn đảo xa xôi, chưa ai từng tự tiện bước chân ra khỏi đây mà còn toàn thầy. Như một tên tù nhân trong phòng giam số 13, với sức mạnh thần bí cực bá, đã quyết định vượt ngục cùng anh em chiến hữu. Giám sát viên ra lệnh cho đóng toàn bộ lối thoát, nhưng những tù nhân vẫn tìm cách luồn lách qua cánh cửa kim loại. Tên tù nhân đội mũ xanh sử dụng một lá bài để vạch trần các bẫy laser vô hình và dẫn các tù nhân khác đi qua với những động tác chuyên nghiệp như James Bond phiên bản xả hàng cuối năm. Cho đến khi một tù nhân khác mặc áo sọc đen dễ dàng vô hiệu hóa cái bẫy bằng cách phá cha nó mật khẩu. Sau khi kích hoạt thêm nhiều bẫy khác, họ leo qua một ống thông đầy khí gây ngủ, thoát khỏi một quả bóng siêu to khổng lồ của bà Tân Vlog và suýt chút nữa bị điện giật thấy bà cố nội, nhưng cuối cùng họ đã trở lại an toàn qua đường hầm đó. Quản ngục và giám sát viên khó chịu vô cùng và cử một người tên Yamada đến ngăn họ lại. Yamada đuổi theo nhưng hắn ngay lập tức mất dấu khi đang hỏi đường. Trong lúc đó, mấy tên tù nhân tiếp tục cuộc đào tẩu mà không gặp bất cứ trở ngại nào rồi đụng độ một nhóm người được trang bị vũ trang một tù nhân tên nico đặt chữ bạn lên chữ mạng và xả thân nhảy vào cứu rồi bị bắn nhưng hắn nhanh chóng phát hiện đó chỉ là thuốc mê không nhằm nhỏ gì với hắn trong lúc nhóm người có vũ trang còn đang bất ngờ nico và đồng bọn lợi dụng cơ hội để vượt ngục thành công chẳng bao lâu sau họ chạm trán một toán chó dữ dằn nhưng nico cày đủ bộ lời thì thầm chống gió cùng seja milan nên dễ dàng thuần hóa chúng cuối cùng họ đến trước một cánh cửa sắt khổng lồ ngăn họ đến với tự do nhưng rồi tuyệt vọng khi phát hiện giám sát viên đã đứng đây từ chiều họ ngay lập tức múc luôn giám sát viên nhưng người này mạnh hơn rất nhiều và dễ dàng ảnh họ ra bã rồi ném trở lại phòng giam bất ngờ là các tù nhân không quá buồn về việc quay lại nhà giam vì so với các nhà tù khác nơi này có đồ ăn ngon bồn tắm lớn thiết bị tập gym và hầu hết các tiện nghi mà họ cần một thời gian sau Jugo, tù nhân số 15, lại cố trốn thoát nhưng nhanh chóng bị túm gọn và bị đá đít về phòng giam anh kể với các tù nhân khác về một cô đào bí ẩn mà anh bắt gặp trên đường khiến tất cả ngay lập tức đổ xô đến phòng thăm viếng Họ phát hiện cô nàng đang ở cùng giám sát viên và tự hỏi tại sao cái tên như giám sát viên lại có thể thu hút một em gái rủ quyến đến vậy. Nhưng hóa ra cô gái thực chất là em trai của giám sát viên. Ngay lúc đó, giám sát viên nhận được lệnh từ cấp trên và rời đi. Trong khi Jugo cố tán tỉnh em trai của hắn, nhưng lại bị hỏi tại sao lại có vòng cổ chơi BDSM trên người. Jugo bất ngờ cảm thấy tức giận và nói rằng anh bị một gã đàn ông với vết sẹo đỏ xấu xí trên cổ gắn chiếc vòng này lên. Mục đích của anh đến đây là để tìm cái tên xấu quắc đó và trả thù. Ngày hôm sau giám sát viên kiểm tra phòng giam số 13 và phát hiện Jugo đã mất tích. Đương nhiên là hắn nghĩ rằng Jugo lại đang cố trốn thoát, nhưng thực tế Jugo chỉ đang đánh một giấc trong phòng trực ban. Giám sát viên tức điên người yêu cầu lời giải thích và Jugo bình thản nói rằng anh trốn ra ngoài vì bạn cùng phòng ngáy to quá ngủ hồng có nổi. Trong khi đó, tên cai ngục Yamato lại bận tập luyện lên cơ bắp sáu múi mà bỏ quên nhiệm vụ. Các tù nhân khoe khoang về việc đồ ăn ở đây ngon hơn các nhà tù khác và đầu bếp phòng mũi khi nghe thấy điều đó nên phấn khích mang thêm đồ ngọt lên bàn để cảm ơn họ sau khi thưởng thức món quà ngọt ngào các tù nhân tìm thấy một khối rubik Yugo nhanh chóng giải mã nó chỉ trong vài giây khiến mọi người trầm trồ một tù nhân khác không phục thách Yugo giải một câu đố khó hơn và anh cũng dễ dàng hoàn thành khiến đứa đầu tiêu thất vọng và nghi ngờ nhân sinh giám sát viên đã chán thấy mẹ với những trò đùa của họ nên giao nhiệm vụ thiết kế nội thất cho họ Yugo phàn nàn rằng nhiệm vụ gì nhạt nhẽo thấy mồ nhưng giám sát viên bảo anh hãy giống nico người mà hóa ra đang chế tạo một con robot bằng gỗ thay vì đồ nội thất điều này khiến giám sát viên tức sôi máu và hắn ngay lập tức tẩn nico một trận dường như chỉ một đứa như thế là chưa đủ tệ uno đã chạm khắc thêm mô hình bunigan còn jugo thì tự hào khoe thành phẩm của mình nhưng giám sát viên chưa vui được đúng hai giây thì jugo nhấn nút trên chiếc tủ anh làm ra nó tự bật mở và đập thẳng vào mặt giám sát viên sau đó giám sát viên chỉ biết coi kiếp này như bỏ hắn đi gặp cấp dưới của mình để thảo luận về việc họ sẽ đi toi chuyến này nếu quản ngục trưởng biết về những trò nghịch ngợm của phòng giam số 13 giugo chẳng biết từ xó xỉnh nào chui ra tuyên bố thế thì khó coi lắm à nha giám sát viên giận quá còng tay anh lại cho biết mặt và bảo cấp dưới kiểm tra xem còn đứa nào đang rung răng rung rẻ ngoài phòng giam hay không sau đó trên chuyến tàu đi tới trụ sở chính giám sát viên gặp quản ngục trưởng hắn đi theo cô băng qua giạp siếc trung ương phiên bản sau song sắt chúng cảnh báo hắn về quản ngục trưởng nhưng hắn chẳng hề quan tâm còn bận bịu nộp cho cô hồ sơ mà không hay biết rằng cô đang khoái hắn gần chết khi hai người họ vô tình chạm tay nhau cô phát khóc nhưng nước không phải chảy ra từ mắt tên lính canh ngốc nghếch múc luôn giám sát viên vì tưởng hắn đang quấy rối quản ngục trưởng tuy nhiên giám sát viên dễ dàng quẳng gã sang một bên và tiếp tục công việc vô cùng tỉnh và đẹp trai sau những chuyện vớ vẩn đó quản ngục và giám sát viên bắt đầu thảo luận về các tù nhân bắt đầu từ nico tù nhân số 25. hóa ra nico bị bắt vì tội lạm dụng ma túy và lý do lớn chủ yếu khiến hắn phải sách dẹp chuồn khỏi các nhà tù trước đây là vì hắn ghét kim tiêm ở năn ba họ cho hắn uống thuốc thay vì tiêm thế là vấn đề được giải quyết tiếp theo là tù nhân số 69, bị bắt vì gây bạo loạn có tổ chức nhưng trốn khỏi nhà tù trước đây vì thức ăn dở ói không có thực sao vực nổi đạo tuy nhiên ở năn ba hắn là một tù nhân mẫu mực vì thức ăn ở đây gọi là ghế vì nó khỏi phải bàn sau đó là tù nhân số 11, bị bắt vì điều hành sòng bạc ngầm hắn đã từng vượt ngục vì vướng lịch hẹn ướt át với một em gái xinh tươi cuối cùng là tù nhân số 15, lăm kẻ hủy diệt song sắt bị bắt vì tội trộm cắp hắn đã trốn khỏi nhà tù đầu tiên ngay trong ngày đầu tiên bị bắt giam khi quản ngục hỏi tại sao hắn cứ trốn mãi Giám sát viên Thản Nhiên đáp đam mê từ lâu đã chảy trong máu. Ngày hôm sau, Hajime bị cấp dưới chặn đường, cậu ta khóc lóc vì bị các tù nhân ở phòng giam số 13 bắt nạt te tua. Hajime khuyên cậu mình là đàn ông mình phải thật bản lĩnh thật tự tin như bảnh và tắt cái đài đi, nhưng cấp dưới vẫn kể lể về trải nghiệm khủng khiếp của mình với các tù nhân. Hajime bảo cậu không cần sợ và cứ đốt lại nếu cần. Nhưng người cấp dưới tội nghiệp không thể nín cái mỏ lại được và nói thêm là họ liên tục chế giễu cậu, khiến cậu muốn bỏ quách cái nghề này rồi về quê nuôi cá và trồng thêm rau. Hajime dặn dò từ bỏ không phải là cách giải quyết vấn đề và cậu nên ngẩng cao đầu vì bây giờ bước ra đường khoác đồng phục quản giáo chẳng khác nào khoác long bảo. Hajime nói nếu cậu đã có chân chen được vào công việc này thì chúng sinh gì cũng phải bình đẳng dưới đặc sản hải phòng của bố mày. Sau đó, Hajime gợi ý hãy dùng điểm yếu của các tù nhân để đối phó với họ. Hắn bắt đầu với tù nhân số 11, Uno, có điểm yếu là gái đẹp. Vì vậy chỉ cần đưa cho anh một tạp chí đầy những người phụ nữ nóng bỏng hấp dẫn thì anh sẽ tự khắc im re, ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ. Với tù nhân số 69, dốc người cuồng đồ ăn và đánh nhau chỉ cần đưa cho anh thực đơn ngon lành cành đào là đủ để đánh lạc hướng anh còn tù nhân số 25, nico dễ xử lý nhất chỉ cần ném cho một bộ anime để ngồi xem là đủ cuối cùng là tù nhân số 15, lăm jugo người khó đối phó nhất vì sở thích duy nhất của anh là đào tẩu chơi chơi cho xôm nhà xôm cửa để kiểm soát được jugo họ cần phải quản lý chặt chẽ những tù nhân khác sau khi giảng một lượt về cách kiểm soát tù nhân ngắn gọn xúc tích dễ hiểu như giáo viên hóa thì hajime trở lại làm việc sau đó hắn được quản ngục thông báo về phạm nhân mới và được yêu cầu đưa tù nhân này vào phòng giam số 13. họ bàn bạc về ảnh hưởng mà tù nhân mới đối với những người khác vì sukumo có tiền sử chơi trò đuổi bắt với pháp luật khi hajime rời văn phòng của quản ngục hắn đi gặp cấp dưới cậu phấn khích khoe rằng nhờ làm theo lời khuyên của mom mà trộm vía bây giờ các bé đang chơi ngoan lắm không quấy gì cả các tù nhân ở phòng giam số 13 biết tin về phạm nhân vừa chuyển đến và tự hỏi anh bạn cùng phòng mới của họ sẽ là ai đúng lúc đó sukumo ngoi lên theo phong cách ninja khiến tất cả tù nhân ngoại trừ Jugo đều phấn khích với công phu ninja oách xà lách của anh. Tuy nhiên, Jugo cho rằng trò để lừa trẻ con thế vẫn có đứa bị mắc lừa. Sukumo đáp trả bằng kênh YouTube 5 phút trốn tù của mình, nhưng Jugo vẫn đách tin. Sau đó Sukumo thách đấu Jugo solo xem đứa nào vượt ngục đỉnh hơn để chứng minh tài năng của mình. Jugo ba máu sáu cơn vật đối phương xuống đất cái đã rồi đồng ý cái gì thì đồng ý sau. Sau đó, khi cấp dưới kiểm tra các tù nhân, họ lạnh lùng phớt lờ cậu, khiến cậu lại phải cun cút về chỗ Hajime để than thở một lần nữa. Trong khi đó, Jugo và Sukumo tham gia vòng chung kết tìm kiếm tài năng trốn tù Nhật Bản, với Sukumo bám theo đít Jugo và gọi đó là nhẫn thuật ẩn thân của ninja. Các tù nhân khác tụ tập lại xem trò vui và hò reo cổ vũ. Jugo mở bát bằng cách mở khóa cổng và tung lá bài ra để vô hiệu hóa các bẫy laser, trong khi Sukumo chỉ đơn giản đi theo như một thằng óc bã đậu. Không lâu sau, họ chưa qua phần khởi động đã phải chạm trán trùng cuối, Hajime. Sukumo cố gắng thể hiện nhẫn thuật tuyệt đỉnh thượng hạng của mình, nhưng Hajime miễn nhiễm với tất cả hắn chỉ đơn giản đấm cho nổ đom đóm mắt và quăng sukumo sang một bên như một con rán sukumo quyết không phục hắn tiếp tục thử mấy mánh khóe bán ba su trong dạp siết còn gọi là nhẫn thuật vô dụng khác tỉ như ném lá cây và phi tiêu ninja nhưng hắn óc đến nỗi tự giải phi tiêu quanh bản thân nên các cụ đành bó tay kết luận ca này hết cứu sau đó hajime và cấp dưới xem lại cctv và phát hiện sukumo bằng cách nào đó đã tìm thấy tất cả các camera ẩn và tạo dáng trước mỗi cái thật phong cách hajime quyết định họ nên chuyển sukumo đến phòng giam số 11 để chút bỏ cục nợ Ngày hôm sau, Yamato mở cửa phòng giam số 13 và thông báo cho các tù nhân ngày mai là đêm giao thừa và họ sẽ phải đảm đương trang trí và dọn dẹp. Trong khi đó, Hajime đến văn phòng của quản ngục để dọn dẹp và quản ngục không thể cưỡng lại ngồi ngắm nhìn hắn với đôi mắt bling bling trái tim bắn ra ngoài từ lừa. Lát sau, cô thảo luận với các giám sát viên về giải đấu nhân dịp đầu xuân năm mới sắp diễn ra tại nhà tù Nanma, nơi họ thách thức Hajime, tuyên bố chiến thắng của hắn vào năm ngoái chỉ là các cụ độ thôi. Trong nhà tù, các tù nhân ở phòng giam số 13 hồi tưởng về chuỗi sự kiện của năm trước. Vui mừng vì những kỷ niệm họ đã tạo ra và quyết định sẽ trốn khỏi nhà tù để mở bát năm mới hoan hỉ ngập tràn tài lộc. Ngày hôm sau, mọi người tập trung lắng nghe thông báo về giải đấu năm mới. Một trong giám sát viên đứng ra đọc tên người chơi và giải thích luật đấu. Các tù nhân và lính từ mỗi tòa nhà được chia thành các đội và mỗi thành viên của đội giành chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Lính sẽ nhận tiền thưởng, trong khi mỗi tù nhân thuộc đội chiến thắng sẽ được chọn một món đồ mà họ thích. Các tù nhân ở phòng giam số 13 vừa nghe đến đây thì liền trở nên phấn khích và chạy đến cầu xin Hajime cho họ tham gia vào đội của hắn. Tuy nhiên, cấp dưới thông báo rằng quyết định này là của người quản ngục. May mắn thay, quản ngục Momoko đã lạm quyền và đăng ký cho các tù nhân ở phòng giam số 13 tham gia giải đấu. Một trong những quản giáo cùng đội với Hajime tiến tới và chế nhạo hắn vì bị kẹt với các tù nhân ở phòng giam số 13. Lũ quản giáo khác cũng đến nơi và tất cả đều tham gia vào cuộc thi vô nghĩa để so bì xem ai giỏi hơn, tạo ra tiểu phẩm miễn phí cho các tù nhân. Sự kiện đầu tiên nhanh chóng được công bố và bình luận viên tiết lộ đó là cuộc thi viết thư pháp. Các tù nhân kinh hãi khi nghe thấy điều này và quay sang nhìn Jugo, hy vọng anh có thể giúp họ vượt qua ải này. Yugo từ tốn rút cọ ra và bắt đầu múa, nhưng họ nhanh chóng nhận ra anh chẳng có cái tài cán mẹ gì trong khoản này. Họ xấu hổ khi nhận ra Yugo chỉ giỏi việc trốn tù chứ chẳng được cái nước nôi gì. May mắn thay, hai quản giáo Yamato và Hajime gây ấn tượng với mọi người bằng kỹ năng viết thư pháp hoàn hảo của họ. Các tù nhân nhìn chằm chằm ngưỡng mộ khi giám sát viên thông báo cả hai viên cai ngục đều là những người có bằng cấp về thư pháp. Nhờ vào họ, đội của phòng giam số 13 đi vào vòng tiếp theo, ghi được chiến thắng đầu tiên. Từ trên cao, quản ngục trưởng quan sát và mắc chứng đi lulu giai đoạn cuối mong ước rằng hajime sẽ viết tên của cô phần thi thứ hai nhanh chóng được công bố đó là cuộc thi làm bánh mochi và thả daruma một cuộc thi đòi hỏi sức mạnh và sự bền bỉ yamato đưa jugo một chiếc búa khổng lồ nhưng anh làm rơi ngay lập tức vì cái búa còn to hơn người cầm kiểu gì bây giờ má tuy nhiên rock đã nâng được nó và tham gia cùng với yamato yamato dặn Rock hãy bảo vệ daruma của họ trong khi hắn xử lý việc dã bánh rock đối đầu với liang một người bạn tù cũ từ tòa nhà số 5 vẫn đang nung nấu ý định trả thù. Liang chui ra từ xó nào quỷ không biết thần không hay và giận dữ đánh sập một trong những khối Daruma của họ, khiến dốc bất ngờ bật ngửa. Hai người xúc phạm qua lại chán chế và bắt đầu xé xác lẫn nhau. Liang phá hỏng chiếc búa của mình và tay không đối mặt với dốc, trong khi Yamato phải đấm nhau với một đối thủ mạnh mẽ nhưng xấu thấy ớn. Đối thủ lao vào Yamato bằng tất cả sức lực. Trong khi đó Liang tấn công dốc, kể lại quá khứ của kẻ phản diện khi bị dốc đánh bại và từ đó đã cố gắng luyện tập chăm chỉ để hành dốc ra bã nhưng Vóc lại đang mơ mộng về lò nung mà anh sẽ yêu cầu làm phần thưởng nếu thắng giải, khiến mọi người bối rối vì điều hiểu nổi tại làm sao anh lại muốn một món đồ vô dụng như vậy giữa biết bao món đồ có thể chọn. Sau một hồi tương tác qua lại đủ để làm hot TikToker, Vóc hạ gục Liang chỉ với một cú đấm và dễ dàng đá bay hắn ra khỏi giải đấu. Yamato được truyền động lực mạnh mẽ, hắn áp dụng cách tiếp cận quyết liệt hơn và cũng thành công cản bước ma chỉ với một cú đấm, khiến đối thủ của hắn bay lên chơi với chị Hằng. Chỉ với vậy, phòng giam số 13 giành chiến thắng và tiến vào vòng tiếp theo. Sự kiện tiếp theo là trò chơi bài Hyakunin Isu, nơi Uno và giám sát viên Seitaru được chọn đại diện cho phòng giam số 13. Trận đấu bắt đầu và Seitaru chạm trán với đối thủ, hắn rõ ràng đánh giá thấp cậu ta. Nhưng Seitaru nhanh chóng chiến thắng, chứng minh lời dạy không được coi thường người khác của các YouTuber là triết lý. Đến lượt Uno, anh dường như thấy đối thủ hơi sai mà là sai đẹp chiều. Uno chật vật một lúc, không thể theo kịp đối thủ và đồng đội của hắn, họ chế giễu Uno vì chậm chạp nhưng uno bất ngờ nảy ra một ý tưởng khi đội trưởng của đội đối phương chế nhạo uno vì chơi mãi điếu thắng chắc để tính gian lận Jugo bảo uno là một thiên tài và không cần phải gian lận để chiến thắng vừa dứt lời uno nhanh chóng thay đổi chiến thuật và đánh bại đối thủ bằng cách đọc ngôn ngữ cơ thể của họ bạn của đối thủ bước vào và đối đầu với uno nhưng một lần nữa uno khiến mọi người ngạc nhiên khi chiến thắng bằng cách sử dụng cùng một skill đọc ngôn ngữ cơ thể cực bá đối thủ tức giận và tóc của một người trong số họ bắt đầu chĩa thành mũi tên bạn của hắn cố gắng làm dịu tình hình nhưng Uno lại tiếp tục tuyên bố một mình bố cho bọn bay cút tất ra chuồng gà. Giúp đội của anh vượt qua vòng tiếp theo. Trong lúc đó, Nico bắt gặp một người dường như đang lơ lửng trên không trung khi cậu đang lấy thuốc của mình. Nico hoảng sợ chạy về phía những người khác, bỏ lại thuốc và kể cho Hajime nghe nhưng Hajime bảo uống thuốc vào đi. Em thấy tác hại của đá chưa? Phần thi thứ ba được công bố là một trận đấu con quay trên sàn thi đấu khổng lồ, nhưng với những con quay kích cỡ xinh xắn dành cho các bé nặng mười tạ các đội phải đặt con quay của mình ở trung tâm sân và tìm cách đánh bật con quay của đối thủ ra ngoài. Bình luận viên thông báo các đội còn lại và đối thủ mà họ sẽ phải đương đầu, đồng thời đưa ra những nhận xét châm biếm và xúc phạm bất cứ cái tên nào, khiến các người nổi giận và sẵn sàng lao vào chín tái với nhau. Ngay lúc đó, bình luận viên thông báo về một cặp đôi mới và Nico nhanh chóng nhận ra một trong số họ là thằng biết bay lơ lửng. Cậu kéo áo của Hajime, phân khích kêu hắn nhìn xem. Nico nhảy khỏi chỗ ngồi và vô tình xô Hajime ngã xuống đất trong khi hô hào mọi người chú ý đến cái tên đang lơ lửng. Hajime nhanh chóng đứng dậy rồi cáu tiết ký đầu Nico vì hành động liều lĩnh. Kết quả là Hajime và Nico bị lôi cổ vào trận đấu. Trận đấu bắt đầu và đối thủ ngay lập tức tấn công Hajime vì biết rằng hắn là người mạnh hơn trong hai người. Nico nổi điên và đánh họ bằng quả cầu sắt, trách móc họ vì hai mà còn chấp một không biết nhục và còn lên lớp giảng đạo lý. Cậu lại trở nên hưng phấn khi tên đeo kính trèo lên tường giải đấu và quyết định làm một giấc ngon chim. Nico đối đầu với người bay lơ lửng và van xin hắn dạy cho cách bay. Nico quyết không nù trí và tiếp tục làm phiền chết hắn không thôi gọi hắn là sư phụ cuối cùng người bay lơ lửng thấy quá mệt mỏi cho cái tinh thần và đề nghị trở thành cố vấn cho nico nếu anh thắng nico hăng máu chiến đấu hơn bao giờ hết nhảy cẫng lên và sẵn sàng chứng tỏ bản thân trong khi đó hajime đấu với gã khỉ và trận chiến của họ tiếp diễn trong một thời gian tất cả đều được quản ngục theo dõi kỹ lưỡng dù cái chính cô nghĩ đến là tưởng tượng cô trong vị trí đang vật lộn tơi tả với hajime hajime nốc ao đối thủ và tiếp tục xông pha nhưng người bay lơ lửng tấn công hắn từ phía sau như một fan goku chân chính nico ấn tượng với người sắp trở thành cố vấn của mình và đứng đó thẫn thờ ngay cả sau khi hajime ném đối thủ sang một bên trong thảm hại chẳng khác gì lâu giờ thì nico vẫn tiếp tục ca ngợi người bay lơ lửng tuyệt vời số rách khiến đồng đội của hắn thấy khó chịu vô cùng nico van xin người bay lơ lửng chỉ dạy cậu công phu và khoe khoang cậu có thể sao chép kỹ thuật mà liang đã sử dụng trước đó với dốc. người bay lơ lửng ấn tượng chứng kiến nico có thể sao chép và hoàn thiện một chiêu thức chỉ bằng cách quan sát trong vài giây yugo và những người còn lại bàn tán về khả năng đáng kinh ngạc của nico rằng cậu có thể bắt chước giống hệt một thứ gì đó nếu cậu cảm thấy nó thú vị nico và người bay lơ lửng liên tục đấu qua đấu lại nhưng cuối cùng nico đá hắn ra chuồng gà và một lần nữa bài sư bạn của người bay lơ lửng người đang thư giãn ở trên mái nói rằng thật ra người bay lơ lửng nên trở thành đệ tử của nico vì lý do duy nhất hắn tham gia giải đấu là để tìm kiếm một sư phụ xứng đáng nico nghe xong còn hăng hái hơn nhảy lên và hỏi dò liệu mình có thể được chọn làm sư phụ hay không sau đó nico tiết lộ rằng nếu thắng giải đấu cậu sẽ yêu cầu một chiếc máy chơi game khiến mọi người không tin vào sự ngu ngốc của cậu. Bạn của người bay lơ lửng nổi trận lôi đình và gạt cậu sang một bên, gọi cậu là thằng trẻ trâu nhỏ mọn. Trong khi đó, Hajime tiếp tục cuộc chiến với gã khỉ không chịu ngừng lèm ba lèm bèn. Gã khỉ buộc tội Hajime che giấu điều gì đó về các tù nhân ở phòng giam số 13 và khẳng định rằng Hajime đã xạo lờ khi báo cáo với quản ngục phòng giam số 13 chẳng có cái điếu gì làm sao cả. Hajime tức giận, nhấc cổ áo gã khỉ lên khỏi mặt đất và quật người gã quấn quýt thắm thiết với đất mẹ khiến các đội khác lợi dụng sự phân tâm này để tiến lên sâu xé chết cha nhau. Hajime tiếp tục tẩn gã khỉ thừa sống thiếu chết trong khi quản ngục mơ mộng giữa ban ngày về những kịch bản lãng mạn với hắn. Cuộc chiến vẫn tiếp diễn và Nico vẫn đang cố thuyết phục người bay lơ lửng nhận cậu làm đệ tử. Trong khi đó, Hajime ném con quay của mình vào đối thủ và giành chiến thắng, còn Nico thắng bằng cách bắt trước chiêu của Uba. Vậy là phòng giam số 13 giành chiến thắng vòng này và tiến vào vòng chung kết, còn Nico ngất xỉu trong vòng tay của Hajime vì kiệt sức. Khi mọi người chuẩn bị cho trận chung kết, quản ngục nhốt mình trong văn phòng, bí mật đọc một cuốn sách và mặt đỏ bừng bừng vô cùng khả nghi. Một trong số những quản giáo xông vào yêu cầu cô chuẩn bị giám sát trận đấu và giật lấy cuốn sách từ tay cô. Anh ta ngạc nhiên khi thấy nó chứa đầy các công thức làm món ngọt và món mặn. Cô nhanh chóng giật lại cuốn sách, ôm chặt vào ngực, bao biện cô chỉ đang rảnh rỗi sinh nông nỗi thôi, nhưng thực ra cô đang học cách hiện thực hóa những tưởng tượng chưa được đáp lại của mình với Hajime. Ngay sau đó, cô lấy lại giữ vẻ mặt lạnh lùng đầy quyền lực và rời khỏi phòng để đến giải đấu cùng với quản giáo. Trên đường đi, họ thảo luận về các vòng đấu trước và cách mà Hajime đã giữ chuỗi, Gợi ý kết quả năm nay có thể sẽ y nguyên như mọi năm. Nhưng quản ngục ngắt lời, nói rằng lý do chính cho giải đấu này là để thể hiện sức mạnh của các quản giáo và nhắc nhở các tù nhân về vị trí của họ, kiểm soát chúng trong lòng bàn tay. Quản giáo trêu chọc cô với Hajime và cô nổi giận, ném anh ta lên cho chú cuội nghỉ hưu và đuổi theo anh ta. Trong khi đó, gã Tôn Ngộ Không và một thí sinh thua trận khác đang nằm trong bệnh viện, bàn luận về màn thua trận thảm hại của họ. Tên tù nhân còn lại đề cập đến một người tên là Kai, người có thể làm ra phương thuốc và cách chữa trị gã khỉ nhớ lại trận đấu với hajime và tự hỏi làm sao hajime lại có thể duy trì phong độ và dễ dàng đánh bại hắn đột nhiên gã khỉ nhớ đến việc cai đã cho hắn một loại thuốc gây tê liệt để đối đầu với hajime và nico tuy nhiên nó không có tác dụng vì theo lời cai nico đã hất quá nhiều cùn trước đây khiến cậu phê cũng tùy loại đá trở lại giải đấu bình luận viên thông báo về phần thi tiếp theo và một thí sinh lựa chọn sự trợ giúp từ gia đình người thân về lý do tại sao hắn lại bị chảy máu thế kia không biết việc hắn ta đã chạy giải marathon mở rộng với quản ngục trước đó Quản ngục chúc mừng các thí sinh vào chung kết và tuyên bố phần thi cuối cùng là cuộc thi mở thùng rượu sake. Mục tiêu là mở một thùng rượu sake khổng lồ và đây là phần thi dành cho đội hai người, với một quản giáo và một tù nhân trong mỗi đội. Yugo bị anh em tình thương mến thương đẩy ra sông pha trên chiến trường, trong khi Hajime chỉ định Yamato cút lên trước làm một thằng đàn ông bản lĩnh đi. Tuy nhiên, quản giáo đội bạn không chấp nhận và bảo Hajime chú không tham gia là chú không nể anh rồi. Hajime từ chối, giải thích hắn mệt mỏi từ đêm hôm qua vì phải đối đầu với nhiều đứa óc quá rồi. Quản ngục nghe thấy điều này thì đỏ mặt ngại ngùng và một lần nữa chìm đắm vào đi lưu về cơ thể của Hajime. Khi Hajime nhất quyết từ chối, quản giáo đội bạn yêu cầu quản ngục buộc hắn phải tham gia. Cô ném cho hắn ánh nhìn chết chóc hết tiếng của mình, nhưng sâu bên trong cô đang hét lên vì phấn khích quá độ khi được tận mắt chiêm ngưỡng Hajime thể hiện. Vì không thể chịu nổi ánh mắt của cô nên Hajime miễn cưỡng đồng ý tham gia. Quản giáo tóc trắng tức giận vì Hajime quá dễ dàng bị quản ngục thuyết phục nên đã sinh nghi, tự hỏi liệu Hajime có tính quay phim tài liệu quản giáo lãnh khốc với cô quản ngục bốc lửa hay không hắn ta phát điên lên mà không chẳng biết cái điếu về tình cảm thật sự của quản ngục. trong khi đó, Jugo sốc bật ngửa khi gặp đối thủ của mình đó chính là người bạn cùng phòng cũ, kẻ luôn ám ảnh với việc lấy bằng được cái cùng của Jugo bằng bất cứ giá nào. cuộc thi bắt đầu và mọi người nhanh chân ngồi đúng vị trí. Jugo ngay lập tức mở bát ăn đấm của gã tóc cam. Jugo nổi điên và đối mặt trực diện với hắn một lần nữa. ai nấy đều hoang mang in tại sao gã này lại che mắt như bên trong anime giáo dục giới tính. Trong khi đó thì Hajime đang cố gắng thuyết phục trả dép bố về thì đối thủ của hắn lôi hắn vào đấm nhau tiếp. Hajime mệt mỏi bảo đối phương thích cái danh hiệu thế thì anh nhường chú vì anh đây không thiếu. Nhưng Kenshiro tin rằng chỉ có kẻ thắng cuộc mới đoạt được trái tim mỹ nhân nên hắn lê Hajime đất và dùng một cây roi ra phong cách cực kỳ BDSM. Rồi Hajime đứng thẳng người dậy và lao vào Kenshiro bằng tốc độ tối đa. Bây giờ hắn mới chính thức có màn trào sân bằng bằng. Hắn tuyên bố hắn đách quan tâm thắng thua sau đó rút thêm khẩu nữa ra cho oách chĩa thẳng vào siro trong khi đối thủ còn đang trợn tròn mắt nhìn vì cái mẹ gì mà Hajime được ekip chương trình bắp lố quá vậy. Tuy nhiên, chẳng qua là mắt hắn chỉ dùng để tia gái chứ nằm sờ sờ cái hộp để chữ tự mình cứu mình chứa đầy vật dụng hữu ích phục vụ cho cuộc thi. Bình luận viên bật mí về cái hộp và thông báo không phân biệt thành viên nào thuộc team nào, cứ thoải con gà mái dùng đồ bên trong để phang nhau. siro tức vãi nổi vì cái cần update thì không update mà cứ update những tính năng chẳng ai mong muốn như là Facebook và Hajime tận dụng thời cơ làm trước mấy phát súng cao su và đối phương trong khi đó thì quản ngục mặt mũi đỏ bừng và quẩy sung hết nấc. Trận đấu vẫn tiếp diễn với cả hai đội thi đều dùng đến các món vũ khí, nhưng Hajime giữ được mọi thứ trong tầm kiểm soát trong khi ai nấy đều kỳ vọng hắn thắng quách đi cho xong. Dù sao thì Jugo là người đáng quan ngại hơn, anh đang phải chật vật đấu với Musashi. Kẻ địch chế giễu anh là thứ đồ vô tích sự còn chẳng là cái thá gì so với từng vết moi móc trên mắt hắn và lật mặt nạ lên để lộ vết sẹo trong khi Hajime tẩn cho đối thủ nhìn thấy cả tiền kiếp nhưng Kenshiro cố chấp đứng dậy chiến đấu tiếp hòng gây ấn tượng với quản ngục hắn liếc nhìn cô với chút hy vọng còn con cô sẽ nhìn nhận hắn như một đấng nam nhi nếu hắn đánh bại được Hajime sau đó cái tên hồng như lợn này tung một chiêu thức vô hình vừa đủ để thành công cắt đứt mộng mơ của cô quản ngục khán giả tò mò với màn cua xe hơi gắt và gã tôn ngộ không ngồi từ trên khán đài nhận ra Kenshiro vừa di chuyển cây roi ra nhanh dữ thần đến nỗi chẳng mắt ai bắt kịp nổi tốc độ của hắn và để mà né được thì cũng phải ra gì làm đấy ở một diễn biến khác Diogo bị bón hành liên tục, hộp sọ của anh gần như bị nghiền thành cám, đối thủ nhấn anh vào tường và đe dọa sẽ cướp cái cùm trên cổ anh xuống giữ làm của riêng. Hajime phân tích tình huống từ đằng xa và băn khoăn làm thế nào để can thiệp vào đây. Thì gã tóc bạch tạng tiếp tục sử dụng chiêu thức roi ra vô hình nhưng Hajime quyết định cải trang đến đây thôi và tiết lộ thân phận chủ tịch giả vờ và cái kết. Hắn đọc ngôn ngữ hình thể của đối phương và hạ một đòn thật chuẩn xác thổi bay Kenshiru ra khỏi sân đấu. Đám đông hò reo chiến thắng của Hajime và quản ngục phấn khích vãi cả trường. Chuyển cảnh Jugo tiếp tục quyết đấu và Musashi ra lệnh anh phải tháo cái cùm xuống, nhưng Jugo đáp là bố điếu làm được chứ làm được thì chắc mày được nhìn cái cùm này đấy. Musashi cười khà khà và nhấn mạnh chỉ duy nhất thằng cổ sẹo là thằng làm được điều đó thôi. Jugo nghe đến đây thì điên tiết, anh mù quáng đánh đấm gã tóc cam, tung chiêu đầu chiêu cuối đủ các kiểu và mọi người chờ đợi đầy trông mong. Jugo bị đánh cho lòi ruột tập hợp hết sức mạnh của ý chí và vùng vẫy khỏi những hòn đá đang ghi anh xuống, giải thoát hào quang nhân vật chính với gió bay lồng lộng làm background cực cháy. Gã tóc cam hỏi Jugo tại sao lại quyết tâm săn lùng tay kia đến thế. Nhưng Jugo gọi gã là thằng xúc vật chó đẻ đã vấy bẩn cơ thể này và giam anh trong chiếc cùm. Anh thể thốt sẽ không bao giờ tha thứ cho gã và sẽ hóa kiếp cho gã. Rồi livestream của trận đấu, Sukumo ngồi cô độc trong buồng giam thì Yamato đến để hộ tống anh đi đến phòng gặp mặt trước khi quay trở lại trận đấu. Sukumo ngạc nhiên lại có khách đến thăm mình đặc biệt lại còn là người vô cùng háo hức được nhìn thấy anh nữa. Tuy nhiên, vừa nhìn cái mặt thấy mà ghét nên Jugo sách dép đi về luôn chứ tháng 7 qua rồi mà cô hồn cứ lảng vảng. Nhưng gã kia bảo anh dừng lại và hỏi về tình hình của anh. Sukumo ngồi xuống hỏi làm thế nào mà đối phương tìm đến được tận đây, gã mỉm cười tiết lộ rằng dễ như ăn kẹo vì gã là quản lý của Sukumo kia mà. Gã đã phát hiện Sukumo được bí mật giam giữ và điều chuyển đi nơi khác nhưng để che đậy sự thật thì gã bịa đại một câu chuyện Sukumo bị mất tích và lừa được cả lò. Sukumo nói lẽ ra gã nên bị sa thải vì việc này, nhưng quản lý lại bảo điu nhé, khẳng định Sukumo không nên vào tù dù khá bảnh có tạo chen thì em cũng nên cân nhắc thật kỹ. Sau đó, quản lý trở nên phấn khích gieo lên vì mọi người đều nghĩ Sukumo đã mất tích, nên một khi anh comeback cực cháy sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều người và nhận được vô số lời đề nghị hợp tác. Tuy nhiên, Sukumo nói với gã anh sẽ không lừa dối cả thế giới và rằng anh đã chán mửa phải làm người nổi tiếng rồi, gợi ý thêm quản lý nên tìm ai khác để làm nô lệ tư bản. Quản lý tức sôi máu bảo khó khăn lắm mới tìm thấy chú em thì chú em cũng sớm xách đít lên làm việc đi chứ. Trong khi đó, Jugo vừa lén chuồn khỏi giải đấu và gặp một chú mèo con màu đen dễ thương và nhấc bổng nó lên, đùa rằng đây là vị quản giáo duy nhất mà anh không thể gây chuyện anh phát hiện giọng của sukumo và lén lút nghe trộm khi sukumo đang nói chuyện với gã quản lý sukumo giận dữ cáo buộc quản lý và những người khác đã bắt cóc và lừa dối anh tuyên bố họ mới là những kẻ phải mài đít sau song sắt chứ không phải anh anh buộc tội quản lý đã giúp tiếp tay cho mụ đạo diễn đánh cắp cuộc sống của anh đạo diễn này thực ra chính là mẹ của sukumo người mà anh cực kỳ cam phẫn sukumo nhớ lại quá khứ mẹ của anh muốn sản xuất một bộ phim về ninja nhưng gã quản lý lại hoài nghi vì đã có quá nhiều phim ninja trên thị trường tuy nhiên bà ta khăng khăng tác phẩm của mình sẽ thật phong cách bằng cách sử dụng ninja thật làm vai chính chứ không chỉ là một diễn viên bà ta dẫn sukumo đi sâu vào rừng để tìm kiếm các ninja thật sự và cuối cùng cũng tìm thấy dấu vết của họ thì ra cậu bé sukumo chính là người đang tập luyện trong bí mật được đào tạo trở thành một chiến binh shinobi để có thể bảo vệ bản thân khi mẹ của sukumo và gã quản lý tiếp cận cậu họ yêu cầu cậu chỉ ra nơi những chiến binh khác đang ẩn náu nhưng sukumo từ chối tiết lộ điều gì sukumo bé nhỏ bật khóc giải thích rằng mình chưa phải là một shinobi và đã bị những người khác bỏ rơi cậu đang luyện tập trên núi để trở nên mạnh mẽ hơn cho đến khi một ngày có thể gia nhập lại với các chiến binh khác mẹ của cậu đã cố gắng an ủi nhưng cậu gạt tay bà ra và bước lùi lại thay vì tức giận bà hỏi cậu đã rời làng bao lâu rồi cậu bảo cha mẹ mình đã mất tích từ lâu đến mức cậu hầu như không còn nhớ được họ là ai nữa một mực tin họ bỏ rơi vì cậu là đứa con vô dụng cậu thề sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để một ngày nào đó tìm lại cha mẹ ngay lúc đó mẹ cậu ôm cậu và khóc tiết lộ rằng bà là mẹ ruột của cậu sukumo tin lời bà nhất là khi bà hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu lần nữa và tặng cậu một chiếc khăn quảng cổ nhưng tất cả chỉ là xạo lờ bà chỉ muốn lợi dụng cậu để hiện thực hóa ham muốn ích kỷ của mình là đạo diễn một bộ phim ninja sukumo vì muốn làm hài lòng bà nên đã tập luyện chăm chỉ không phải để trở thành shinobi mà là một diễn viên mẹ anh tiếp tục điều này biến anh thành một diễn viên thực thụ và giờ khi sukumo biết sự thật anh cam hận mụ đến tận xương tủy gã quản lý hỏi rằng việc bà có nói dối hay không thì có quan trọng gì sukumo bây giờ đây nổi tiếng và thành công và anh nên biết ơn bà vì đã nuôi nấng anh. Quản lý tiếp tục lý lẽ, nhưng Sukumo từ chối nghe, nói rằng anh lẽ ra nên trở thành một shinobi. Quản lý đáp rằng Sukumo chưa bao giờ giỏi làm shinobi nhưng lại có tài năng thiên bẩm trong diễn xuất, điều mà đạo diễn đã nhận ra từ sớm. Bà ta đã đưa anh về để biến cậu thành ngôi sao. Quản lý bảo Sukumo hãy biết ơn vì cuộc sống đầy tiền bạc, danh vọng, xa hoa mà anh đã có. Nhưng Sukumo từ chối tất cả và bảo anh thấy hoàn toàn thoải mái trong tù. Anh tức giận xông ra ngoài và thấy Jugo đang ngồi cùng một chú mèo con. Jugo xin lỗi vì đã nghe lén và trêu anh về khuôn mặt đã tháo chiếc mặt nạ ninja của anh. Rồi Jugo hỏi Sukumo về con người thật của anh. Sukumo thừa nhận dù anh thích diễn xuất, nhưng việc giả vờ làm một ai khác đã cho anh phêm và sự yêu mến của fan, nhưng đều không phải vì con người thật của anh. Sukumo tiếp tục vuốt ve chú mèo con, giải thích con người thật của anh chẳng qua chỉ là công cụ để thỏa mãn trí tưởng tượng của khán giả và anh không thể sống mãi với hình ảnh đó. Khi nhận ra điều này, anh đã bỏ trốn và luôn đấu tranh quyết liệt kể từ đó. Nhẫn thuật ninja của anh vô tích sự vãi linh hồn và các tù nhân khác cũng đã sớm lật tẩy điều đó, nhưng anh không phải là một diễn viên tồi, nên anh đã có thể duy trì vai diễn này một thời gian. Sau đó Sukumo thú thực với Jugo lý do thực sự anh bị bắt, sau khi bỏ trốn, anh quay lại ngôi làng để tiếp tục tập luyện trở thành ninja và tìm kiếm những người khác, nhưng anh đi lạc vào khu vực tư nhân và bị bắt vì tội xâm phạm. Anh tưởng đóng vai một tội phạm đang đào tẩu sẽ oách xà lách lắm, nhưng cuối cùng điều đó đã cho anh một vé thẳng vào nhà tù ma. Câu chuyện này khiến Jugo không biết nên khóc hay nên cười. Yugo hỏi Sukumo liệu anh có ý định rời đi hay không, nhưng Sukumo nói không vì anh cảm thấy thoải mái ở đây, nơi anh tự tin là chính mình. Yugo khuyên anh trong tù có thằng tội phạm nào thích xem kịch đâu, và anh có thể sống thật với bản thân tại đây. Trong khi đó, ở giải đấu, Jugo nổi cơn điên sau khi nghe về thằng cổ sẹo đã đặt xiềng xích lên người anh. Cơn thịnh nộ của cậu châm ngòi sự biến hình, chiếc cùng của anh hòa vào với cơ thể khi anh tấn công gã tóc cam, kết quả là phá hủy bà mẹ nó nửa đầu trường. Tuy nhiên, Musashi thì không thể tìm thấy ở đâu viên quản ngục ra lệnh kiểm soát thiệt hại khi bạo loạn nổ ra mọi người hoảng sợ bỏ chạy ai nấy đều kinh ngạc trước sự thay đổi đột ngột của jugo và thiệt hại diện rộng mà anh đã gây ra jugo chỉ tổ thêm nóng máu và tiếp tục tấn công musashi gã vẫn cố gắng đứng vững và phản kháng lại viên quản ngục tự hỏi liệu sự biến đổi của jugo có liên quan đến chiếc cùm hay không cô suy đoán chúng có thể đang biến anh trở thành một quái vật không biết phải xử lý tình huống như thế nào cô đành ra lệnh cho các quản giáo bắt giữ cả hai tù nhân Họ nhanh chóng nhảy vào thực hiện mệnh lệnh, nhưng gã tóc cam ném một quả cầu lửa về phía họ và tiếp tục chiến đấu với Jugo. Jugo yêu cầu gã tóc cam nôn ra thông tin về thằng Sứt Sẹo, đe dọa sẽ trừng phạt hắn giống như anh đã từng làm. Nhưng Musashi phớt lờ Jugo, tuyên bố đợt trước anh nhà thôi và họ tiếp tục chiến đấu. Hắn bẫy Jugo trong một vòng tròn lửa, dọa dẫm sẽ thiêu sống anh để cậu cuối cùng cũng được giải thoát khỏi xiềng xích. Viên giám sát ra lệnh cho mọi người sơ tán khỏi đấu trường khi trận chiến ngày càng trở nên nguy hiểm. Tuy nhiên, Jugo và những tù nhân khác của buồng giam 13 từ chối rời đi, ẩn nấp gần đó vì lo lắng cho Jugo. Yamato nói với họ Jugo đang gặp rắc rối nghiêm trọng vì đã tấn công cả các cai ngục và tù nhân. Họ lo lắng theo dõi, tự hỏi phải giúp đỡ nào đây. Khi trận chiến tiếp tục, một cai ngục khác bước vào, yêu cầu hai tù nhân đầu hàng. Nhưng gã tóc cam gọi hắn là thằng đần và bảo hắn đừng sủa nữa. Hắn ném một quả cầu lửa lớn về phía cai ngục, nhưng các cai ngục khác hợp sức để đẩy lùi đòn đánh. Các cai ngục tiếp tục chiến đấu cùng nhau và cuối cùng cũng thành công tiến lên, cố gắng bắt giữ các tù nhân họ hợp lực bao vây gã tóc cam khi hắn tiếp tục tung ra một đòn tấn công lửa khác nhưng lần này các cai ngục đã đẩy lùi thành công sau khi nhận ra hắn cần thời gian để hồi phục sau mỗi đợt tấn công lửa khi hắn chuẩn bị tấn công một lần nữa gã tôn ngộ không đã gài bẫy hắn và các cai ngục kết hợp vũ khí để cuối cùng ghi hắn xuống đất bây giờ jugo là người duy nhất còn trụ lại và hajime lao tới tấn công cậu bắn nhiều phát đạn nhưng chúng chẳng hề hấn gì tới jugo hai người dường như ngang tài ngang sức khi combat tay bò Uno không thể tiếp tục trơ mắt nhìn bạn mình gặp nguy hiểm nên đã nhảy xuống từ chỗ ẩn nấp và chạy tới nơi trận chiến đang diễn ra nảy lửa. Những người khác cũng tham gia, cố gắng khuất phục Jugo. Rock giữ chặt lấy Jugo trong khi những người khác cố gắng làm anh bình tĩnh lại. Tuy nhiên, Jugo thoát khỏi sự can ngăn của bạn bè và ném họ ra xa, anh vẫn tiếp tục đòi biết quản giáo cổ sẹo đang ở đâu. Bạn bè anh bối rối, không biết Jugo đang nói về ai, nhưng họ vẫn cố gắng tiếp tục kiềm chế anh. Một lần nữa, Jugo ném họ ra vào Uno và Uno van nài anh hãy bình tĩnh lại và nhớ ra mình là ai khi tiếp cận anh. Ngay lúc đó, Hajime bước vào giải cứu Uno và bảo anh đứng ra xa thường dân để dân chơi cho biết thế nào là đẳng cấp. Hắn đấm mạnh vào bụng Jugo khiến anh ngã xuống, máu hộc ra từ mồm. Hajime không dừng lại, tiếp tục đấm Jugo hết lần này đến lần khác, trong khi Uno đứng đó bất lực. Viên quản ngục bất ngờ hét lên bảo Hajime dừng lại và hắn lập tức buông Jugo ra. Cô ra lệnh cho các lính gác gọi bác sĩ và tuyên bố giải đấu mừng năm mới đã chính thức kết thúc. Vài ngày sau, Hajime bị khiển trách vì đã đi quá đà và đánh Jugo trọng thương, trong khi được lệnh chỉ là bắt giữ anh ta. Hajime phớt lờ, nói mọi người chỉ đang phản ứng thái quá, nhưng họ buộc tội hắn đã khiến Jugo rơi vào tình trạng nguy kịch và làm hỏng giải đấu. Sau khi bị ăn thêm gạch đá, Hajime vẫn bỏ ngoài tai và trở về tòa nhà số 13. Khi viên quản ngục tuyên bố giải đấu kết thúc, Yamato và Hajime chỉ đơn giản lấy rượu sake ra uống và tự tuyên bố mình là người chiến thắng, khiến mọi người đều sốc. Khi Hajime quay lại buồng ra 13, Uno tức giận ném đồ vào hắn, đòi biết đầu hắn chứa cái gì khi đánh jugo ác như vậy mọi người đều giận hajime đặc biệt là uno họ nhìn nhau chằm chằm và uno buộc tội hajime sẵn sàng giết người chỉ vì công việc hajime thừa nhận điều đó là đúng nhưng cũng thừa nhận rằng lần này hắn đã đi quá xa nghe vậy uno bình tĩnh lại một chút và nói với hajime rằng dù jugo tệ ở hầu hết mọi thứ như thư pháp toán học và thể thao nhưng anh lại rất giỏi trong việc thoát khỏi nhà tù đó là thứ duy nhất anh xuất sắc họ chia sẻ những kỷ niệm đẹp về jugo và khẳng định anh không phải là một con quái vật anh thực sự quan tâm đến họ. Họ hỏi Haji Jugo đang ở đâu nhưng anh không trả lời và rời đi. Bên ngoài, Haji Me ngồi xuống để tìm chút yên tĩnh thì quản giáo đã đảm nhận bình luận viên tiến tới và đưa cho hắn một tin nhắn riêng từ viên quản ngục. Quản giáo đọc lớn rằng Haji Me ở tòa nhà 13 bị đình chỉ công tác trong 3 ngày. Các quản giáo cười nhạo anh, còn Haji Me cúi đầu nhục nhã. Trong khi đó, viên quản ngục khóc trong văn phòng vì không muốn đình chỉ Haji Me chút nào nhưng vẫn phải làm vì trách nhiệm. Sau 3 ngày, Hajime quay lại làm việc và hỏi cấp dưới của mình liệu có rắc rối gì với các tù nhân buồng giam 13 hay không. Cấp dưới cho biết đáng ngạc nhiên là các tù nhân đã xử sự rất biết điều trong thời gian hắn vắng mặt. Họ thậm chí không cố gắng vượt ngục một lần nào, mặc dù thang đánh giá độ ngoan ngoãn dành cho họ vốn đã rất thấp. Khi Hajime đi tiếp, quản giáo tóc trắng tiến đến và thông báo Jugo đã tỉnh dậy. Hajime đáp lại hắn cũng đang định đi gặp cậu ta. Hai người trao nhau ánh mắt sắc bén, buộc tội nhau vì đã để tù nhân của mình gây ra bạo loạn. Hajime chỉ ra rằng tên tù nhân tóc cam đã gây thiệt hại nhiều hơn với các cuộc tấn công lửa của hắn chứ Jugo đã là cái đinh gì. Các quản giáo khác cho Hajime biết rằng tên tù nhân tóc cam hiện đang bị giam ở một tòa nhà cách biệt và từ chối nói chuyện trừ khi được gặp Jugo. Hajime cười khẩy, bảo rõ ràng gã tóc cam toan tính nhiều điều trong đầu hơn là một cuộc trò chuyện thân thiện. Nhưng các quản giáo giải thích rằng việc cho phép hai tù nhân này nói chuyện có thể giúp họ khám phá ra nguồn gốc sức mạnh của họ. Một lính gác ném điện thoại di động của mình cho Hajime, đề nghị chí ít họ nên để hai tù nhân nói chuyện qua điện thoại. Haji mê chế nhạo quản giáo vì nghe lệnh của tù nhân, nhưng quản giáo khẳng định họ hết đường lựa chọn rồi nếu còn muốn thu thập thêm thông tin vì cả hai tù nhân đều quá bạo lực để có thể coi như không có gì. Sau đó, quản giáo tóc trắng ghé thăm tù nhân bị giam giữ của mình, hỏi hắn có thoải mái trong phòng giam này hay không. Tù nhân trả lời nếu căn phòng tối hơn chút thì e rằng hắn sẽ rate một trên năm sao trong Google Maps rồi đó. Quản giáo bối rối hỏi làm sao hắn biết được điều đó vì đáng ra hắn có nhìn thấy cái mẹ gì đâu. Tù nhân chỉ nói đó là đoán thôi và sau đó yêu cầu được nói chuyện với Jugo. Trong khi đó, Jugo cũng đang bị tạm giam trong tình trạng tương tự và Hajime tới gặp cậu. Hajime đặt điện thoại xuống đất trước mặt Jugo và tắt camera an ninh, hỏi liệu Jugo có muốn thoát khỏi chiếc cùm của mình hay không. Điều này thu hút sự chú ý của Jugo, vì anh từ trước giờ vẫn luôn im lặng. Jugo trả lời rằng không cần thiết. Hajime bật điện thoại lên, thông báo với Jugo gã tóc cam đang ở đầu dây bên kia. Gã tóc cam bắt đầu nói về thằng cổ sẹo, tiết lộ rằng họ đang truy lùng cùng một người. Hắn muốn tìm hiểu xem Jugo biết được bao nhiêu về tay kia trước khi quyết định bước đi tiếp theo. Hắn hỏi Jugo liệu anh có biết chút gì về nơi người đàn ông đó đang ở hoặc gã đang làm gì không. Jugo nghiến răng và bảo biết thì cũng không còn gã để cho mày hỏi đâu, thừa nhận anh hy vọng sẽ thu thập được thông tin từ gã tóc cam. Jugo giải thích rằng tên sức sẹo là người đã đặt chiếc cùm vào anh, nhưng ngoài điều đó ra, anh không biết gì thêm về gã. Gã tóc cam hỏi liệu mục tiêu duy nhất của Jugo có phải là tháo bỏ xiềng xích hay không. Jugo xác nhận điều này, nhưng gã tù nhân kia không tin và cười lớn. Jugo bắt đầu cái tiết hỏi tại sao gã tóc cam lại ám ảnh về xiềng xích của anh đến vậy gã tù nhân tóc cam giải thích rằng bản thân những cái xiềng xích không có nhiều ý nghĩa đối với hắn chúng chỉ là phương tiện để tiếp cận gần hơn với thằng cổ sẹo để hắn có thể tìm giết được gã Jugo bị sốc và hỏi tại sao gã phải làm liều đến vậy gã tù nhân tóc cam tiếp tục giải thích rằng giống như Jugo, hắn đã phải chịu đựng đau khổ từ tay đó nhưng trong thời gian dài hơn nhiều gã đã biến cả hai thành những con quái vật nhưng gã tóc cam đã phải chịu đựng lâu hơn hắn kể về việc mình đã trải qua những thống khổ tột cùng luôn đấu tranh để thấu hiểu nguồn sức mạnh nội tại một ngày nọ gã sứt sẹo xuất hiện và giới thiệu mình là một nhà khoa học nhà khoa học đó hứa sẽ giúp hắn thoát khỏi đau khổ nhưng thực tế lại là ranh giới giữa lời chào mời của nhân viên đa cấp và số nợ ngân hàng trả ba đời không hết thay vì giúp hắn nhà khoa học lợi dụng cơ thể và năng lực độc lạ bình dương của hắn cho các thí nghiệm của mình Yugo bối rối hỏi làm sao điều này có thể xảy ra vì sức mạnh lửa của gã tóc cam dường như phi khoa học gã tù nhân tóc cam đốt chát bảo Yugo suy nghĩ lại đi vì chính những xiềng xích của cậu cũng phi khoa học kém gì hắn tiếp tục giải thích rằng dù ban đầu hắn bị coi là kẻ lập dị vì năng lực kỳ lạ nhưng nhà khoa học đã biến hắn thành một con quái vật thực sự gã đã sửa đổi cơ thể hắn để dễ dàng kiểm soát sức mạnh của lửa thay vì chữa trị cho hắn và biến hắn trở lại thành con người bình thường trong một sự phẫn nộ và thất vọng tràn trễ gã tù nhân tóc cam đã cố giết nhà khoa học bằng lửa của mình nhưng gã dễ dàng chặn được và gây ra thương tích nặng cho hắn sau đó jugo hỏi liệu nhà khoa học có mang chiếc cùm giống của anh không gã tù nhân tóc cam xác nhận rằng cùm của nhà khoa học cũng có thể biến thành lưỡi dao giống như của jugo Zugo cuối cùng cũng hiểu tại sao gã tóc cam lại muốn xiềng xích của cậu để có thể sánh ngang với sức mạnh với nhà khoa học và trộn gỏi gã. Gã tù nhân tóc cam xác nhận điều này và một lần nữa yêu cầu Jugo đưa cho hắn chiếc cùm, nhưng Jugo từ chối cho rằng đó là một ý tưởng tồi. Gã tù nhân tóc cam không quan tâm chỉ cần có cơ hội trả thù là được. Hắn còn tiết lộ rằng hiện tại hắn không thể sử dụng sức mạnh lửa được nữa vì các bác sĩ ở đây đã cấy vào trong người hắn một con chip vi tính để ngăn chặn sức mạnh của hắn bộc phá. Đó là lý do tại sao hắn không thể dùng lửa để thoát khỏi nhà tù Nan Ba và tạm thời hắn đang bị mắc kẹt ở đó. Sau khi cuộc gọi kết thúc, Jugo gọi gã tù nhân tóc cam là thằng ngu, nhưng Haji Mê chen vào và nói Jugo là chó chê mèo lắm lông. Hắn bảo Jugo bên trong rỗng tuếch, không có mục đích sống thực sự, sở thích vượt ngục của anh là vô nghĩa. Haji Mê tiếp tục chỉ ra nếu Jugo có bất kỳ mong muốn hay động lực thực sự, anh đã sớm nhận ra tại sao gã tóc cam kể lại câu chuyện của mình dù nó nghe có vẻ vô nghĩa. Lần đầu tiên Jugo đến Nanba, anh có mục tiêu duy nhất là thoát ra. Nhưng anh chưa bao giờ toàn tâm toàn ý với nó hoặc thực sự ở ngoài vì anh sợ những gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu anh thực sự trốn thoát. Đó là lý do tại sao anh luôn trễ nảy nỗ lực của mình. Yugo cố gắng phản bác khi Hajime bảo anh thật ra sâu thẳm bên trong trái tim anh đang vĩnh ra quần. Chính anh biết mình đang tiến gần hơn đến mục tiêu là nhà khoa học và nếu anh thực sự muốn tìm gã, anh đã phát hiện ra điều gì đó từ lâu rồi. Yugo đồng ý, nguyên rủa chiếc cùm trên cổ và bắt đầu suy nghĩ về thời thơ ấu của mình. Lúc đó, anh không thích thú hay ham muốn bất cứ điều gì trong cuộc sống anh chỉ đơn giản đang tồn tại anh nhận ra mình cũng không hứng thú với giải đấu chỉ tham gia vì đú chen người khác anh chưa bao giờ có sở thích hay mục đích thực sự nhưng khi chiếc cùm được đặt lên anh trong lần đầu tiên anh đã có động cơ thúc đẩy mình tìm nhà khoa học tuy nhiên đó là trước khi anh hiểu ý nghĩa thực sự của chiếc cùm là và sức mạnh mà nó nắm giữ sau đó anh nghĩ về bạn bè của mình và ý nghĩa trong cuộc sống của họ họ thích thú với những điều đơn giản nhất và cảm thấy cuộc sống của mình ý nghĩa hugo thừa nhận anh cảm thấy ghen tị với họ nhưng dù vậy anh đã có khoảng thời gian vui vẻ khi ở bên họ đó là lý do tại sao anh chưa bao giờ thực sự cố gắng thoát khỏi nhà tù. Tuy nhiên, bây giờ anh sợ rằng họ sẽ từ chối nhận bạn sau khi nhìn thấy con quái vật mà anh đã trở thành. Anh cảm thấy hối hận khôn nguôi vì đã làm tổn thương họ và thậm chí còn nghĩ đến việc chặt đứt tay chân của mình. Hajime gọi anh là thần đằng và nói rằng trốn tránh vấn đề sẽ không giải quyết được gì. Hắn hỏi tại sao Jugo thực sự đến Nanba ngay từ đầu. Ban đầu, Jugo bảo anh đến để tìm nhà khoa học, nhưng sau đó nhận ra rằng anh đã tự thủ dâm tinh thần bấy lâu nay. Trong nỗi thất vọng ê e chề, anh gào lên hỏi Hajime anh nên làm gì. Hajime nói vì họ đã chiến thắng giải đấu, Yugo có thể yêu cầu bất cứ điều gì mà anh muốn để làm phần thưởng, nhưng anh phải quyết định nhanh chóng. Yugo bất ngờ nhớ lại những gì bạn bè anh mong muốn, những điều ước và những thứ họ thích. Cuối cùng anh hiểu rằng trước đây mình không thực sự hạnh phúc, chỉ đơn giản là hưởng ké niềm vui của họ. Sau đó anh nói với Hajime rằng điều cậu muốn là một cơ hội. Hajime đồng ý, nói Yugo sẽ được tha thứ cho những hành động của mình trong giải đấu và có thể trở về buồng giam 13. Trong thời gian Hajime bị đình chỉ 3 ngày, những người trong buồng Giam 13 đã rất sốc khi biết rằng hắn không còn là giám sát viên của họ nữa. Thay vào đó là quản giáo tóc trắng, Kenshiro, đã thay thế hắn. Ngay cả các quản giáo khác cũng ngạc nhiên trước sự thay đổi này vì quản ngục rất quyết tâm duy trì hòa bình trong khu 13. Kenshiro không thích công việc mới nhưng phải tuân theo lệnh của quản ngục. Hắn đã thực hiện lần kiểm tra thứ 25 đối với buồng Giam 13 và thông báo cho họ về tình trạng của Jugo. Bảo cậu đang được điều trị ở một cơ sở đặc biệt và không thể gặp ai trong khoảng thời gian này. Các tù nhân rất ngạc nhiên khi bắt gặp nhóm những chàng trai xinh xẻo mà đã bị họ đánh bại trong giải đấu ở phòng y tế. Tuy nhiên, họ thắc mắc khi thấy nhóm này tỏ ra như bị thương nặng dù chỉ có những vết thương nhẹ. Các tù nhân tò mò hỏi bác sĩ về tình trạng của nhóm đối phương. Bác sĩ yêu cầu họ chờ đến lượt và giải thích rằng Nico có thể gặp phải hậu quả kéo dài từ giải đấu. Ông cũng nói thêm rằng khả năng bắt chước người khác của Nico có thể đã gây ra một loại nhiễm trùng nào đó. Lúc này, một y tá robot tên là Kagu 8 bước vào và ngay lập tức cả Uno và Rock đều bị cô mê hoặc. Họ liên tục quấy giày cô để ngỏ lời hẹn hò, trong khi Nico, với bản tính dâm đãng thường ngày, yêu cầu được ngủ trên đùi của cô. Bộ ba này không hề tôn trọng nữ y tá robot tội nghiệp và liên tục làm phiền cô. Vào ngày thứ hai trong kỳ đình chỉ của Hajime, tình hình càng tồi tệ hơn khi một giám sát viên tóc đỏ kỳ quái được phân công nhiệm vụ. Không khí trở nên u ám khi nhắc đến tên Jugo và các tù nhân bàn tán về việc sự vắng mặt của anh đã ảnh hưởng đến họ như thế nào. Để nâng cao tinh thần, họ quyết định tạo ra Jugo giả bằng cách vẽ đầu của anh lên một tờ báo. Vì quản giáo mới quá bực mình với những trò hề của họ nên đã quyết định dạy cho họ một bài học về cấu trúc của nhà tù mà Hắn chiếu bản đồ Nhật Bản và cho họ xem hình ảnh các cơ sở của nhà tù, thậm chí có cả dạp chiếu phim, nhưng nó chỉ dành cho quản giáo, đập tan nát tia hy vọng vừa chớm le lói của Nico. Giám sát viên giải thích rằng các tù nhân được phân nhóm dựa trên tội trạng, đặc điểm và khả năng của họ và được giao cho những quản giáo phù hợp nhất. Trong khi đó, Rock quyết định đánh một giấc đã đời với Jugo giả, điều này khiến giám sát viên mới tức giận và sút vào đít anh. Giám sát viên sau đó trả điểm phản hồi sau giờ học, góc và Nico nhận được 9 và 10, nhưng Uno chỉ nhận được 2 điểm. Uno giận dữ đứng lên tranh luận với giám sát viên. Đúng lúc đó, cấp dưới xuất hiện để kiểm tra và tò mò về tiếng ồn, nhưng các tù nhân cũng chiến nốt cậu ta luôn. Trong thời gian này, dù đang bị đình chỉ, Hajime vẫn tiếp tục làm công việc bàn giấy, khiến em trai lo lắng về việc hắn đang gồng quá sức ngay cả khi bị đình chỉ. Vào ngày thứ ba và cuối cùng của kỳ đình chỉ, một giám sát viên mới giống như khỉ được phân công tới hắn hỏi cấp dưới về hành vi của các tù nhân và tỏ ra hài lòng với câu trả lời tuy nhiên khi hắn kiểm tra phòng giam 13, hắn phát hiện các tù nhân đang ngủ hắn điên tiết gầm rú lên với họ vì cái tội lười biếng chẳng khác nào các bà mẹ châu á vào 6 giờ sáng như cổng trời làm họ sợ run người vì nghĩ rằng sẽ bị kéo vào một buổi huấn luyện khắc nghiệt của yamato các tù nhân ngay lập tức bật dậy và lẩn trốn nhưng yamato nhanh chóng tìm thấy họ và cố gắng thuyết phục họ tham gia vào buổi huấn luyện của mình các tù nhân sợ hãi điều này lo lắng cho cái mạng còn con của họ trong khi đó Sukumo nhiệt tình tham gia và nói về tầm quan trọng của việc huấn luyện cho một ninja, làm Yamato rất mừng gớt nước mắt. Các tù nhân tuyệt vọng muốn tránh phải đi huấn luyện nên bắt đầu viện đủ lý do, thậm chí giả vờ rằng Jugo đã mắc một căn bệnh dài thấy cụ tổ hồng phát âm nổi. Họ tụ tập quanh Jugo giả, tỏ ra thương tiếc như thể anh đã từ bỏ kiếp làm người này. Giám sát viên họ hàng với tôn ngộ không bắt đầu nghi ngờ hành vi của họ. Khi dốc cố kiếm cơ khác, giám sát viên ra lệnh cho Yamato kéo tuốt xác anh đi. Sau 3 ngày đình chỉ của Hajime, Jugo cuối cùng cũng được thả ra và cảm nhận bầu trời trong xanh sau một thời gian dài. Hajime kéo anh trở lại khu giam giữ số 13. "Trên đường đi, Jugo hỏi tại sao tù nhân tóc cam lại nói những điều đó với mình. Hajime bảo nhìn mặt tao giống biết lắm à, nhưng đoán rằng gã tóc cam muốn Jugo săn lùng nhà khoa học vì gã không còn sức mạnh lửa để trả thù nữa và muốn Jugo thực hiện việc đó thay cho mình. Hajime bổ sung thêm nhà khoa học có thể đã gắn cùng vào Jugo để phục vụ mục đích riêng của gã, biến Jugo thành vật thí nghiệm. Khi Jugo cuối cùng đã trở về phòng giam Mọi người rất vui mừng khi gặp lại anh, trừ Uno, anh tức giận vì Jugo đã bỏ họ mà đi. Tuy nhiên, Uno rất nhanh chóng đã dịu lại. Các tù nhân nhanh chóng kể cho Jugo nghe mọi chuyện đã xảy ra trong 3 ngày qua và Jugo cảm thấy hối hận sâu sắc. Anh xin lỗi họ vì đã mất kiểm soát và giấu giếm nhiều điều trong suốt giải đấu. Trong đêm hôm đó, Vóc tỉnh dậy sau một cơn ác mộng về quá khứ của mình. Dù vẫn còn ảnh hưởng, anh chấn an mọi người tui ổn, nhưng hóa ra sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Anh giải thích rằng hôm nay anh rất háo hức vì sẽ nhận được phần thưởng là lò nung quý giá nhờ chiến thắng trong giải đấu. Trong khi đó, ở một khu vực khác của nhà tù, người bay lơ lửng và Liang đang bận rộn tập luyện trong phòng giam của họ, thảo luận về những sự kiện mới nhất. Cuộc trò chuyện của họ bị gián đoạn khi giám sát viên của bọn họ xuất hiện, hộ tống họ đến khu giam giữ số 13 theo yêu cầu của dốc. Khi đến nơi, Vóc chào đón họ và mời họ ăn lát pizza đầu tiên được nướng từ chiếc lò nung mới của mình. Anh hào hứng chia sẻ pizza với mọi người. Lúc đầu, Liang hơi do dự nhưng với sự khích lệ nhẹ nhàng từ các tù nhân của phòng giam số 13 cũng như từ Inori, cuối cùng anh cũng chấp nhận và ăn một miếng. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Liang thấy pizza ngon tuyệt cú mèo và ăn nó nhiều hơn cả mong đợi. Vóc nhân cơ hội giải thích những lợi ích của việc sử dụng lò đá để nấu ăn và những người khác, bao gồm Yamato và Jugo, rất ư là biết ơn món ăn tuyệt vời này. Pizza được nấu trong lò nung dường như mang lại cảm giác ấm áp và thoải mái cho tất cả những ai nếm thử. Không dừng lại ở đó, Vóc còn mời Liang một số món ăn truyền thống của Trung Quốc, Khiến Liang đột ngột cảm thấy hoài niệm về quê hương. Hương vị gợi nhớ về nhà khiến anh nhận ra trước đây mình chưa bao giờ thực sự dành thời gian để trân trọng bữa ăn hay bất kỳ điều gì khác. Cảm động trước sự tử tế mà mình nhận được, Liang cuối cùng thừa nhận điều đó có ý nghĩa như thế nào với anh và nhân cơ hội để xin lỗi Dốc vì đã từng tỏ ra lạnh lùng và xa cách. Dốc rộng lượng chấp nhận lời xin lỗi và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trân trọng bữa ăn mà chúng ta có, một bài học mà tất cả mọi người có mặt đều cảm nhận được. Liang cảm ơn Dốc lần nữa trước khi quay trở về khu giam giữ của mình, cảm thấy được kết nối nhiều hơn với các tù nhân khác. Sau khi Liang rời đi, Jugo suy nghĩ về việc Dốc dường như đã thay đổi gần đây. Anh nhận thấy sự thay đổi của Dốc chỉ là một xíu xíu xìu nhưng chắc chắn là tốt hơn. Sự suy ngẫm này khiến Dốc nhớ lại quá khứ bạo lực của mình, đặc biệt là những lần bị quản giáo vô nhân tính ở một nhà tù cũ lạm dụng. Anh nhớ lại cái lần Jugo đã giải cứu mình khỏi nơi kinh khủng đó rồi đãi anh một bữa ăn. Đó là một bữa ăn mà Dốc đã ăn thỏa thích, điều mà anh chưa từng trải nghiệm trong một thời gian dài và đã mang lại cho anh niềm hạnh phúc to lớn. Jugo thì không nhớ đã làm gì đặc biệt cho Dốc, nhưng dốc chỉ cười và khẳng định với Jugo rằng anh đã làm nhiều hơn những gì anh nhận ra. Sau đó dốc nói rằng một ngày nào đó họ sẽ tìm thấy món ăn yêu thích của Jugo, trông mong vào một tương lai tươi sáng đang chờ đợi phía trước. Trong khi đó, ở một nơi khác trong nhà tù, Nico đang trải qua một cuộc kiểm tra y tế như mỗi tuần. Cậu nằm đó cô quanh, buồn bã và biệt lập, và vẻ mặt khổ sở của cậu khiến ngay cả nữ y tá robot cũng phải lo lắng. Nhận thấy tâm trạng u ám của Nico, Uno đề nghị mang cho cậu một ít thức ăn thừa và cậu cùng Jugo và dốc lên đường đến phòng y tế thăm Nico. Khi đến nơi, họ được đi cùng với nhà khoa học Okina và bác sĩ, người đã cảnh báo họ không nên kích động Nico quá mức. Mặt Okina chảy dài như quả mướp, mà Uno và Rock đùa dẫn quy thủ phạm là vợ của ông, Kazari. Nghi ngờ của họ nhanh chóng trở thành sự thật khi Kazari đột ngột phá vỡ bức tường của bệnh viện, bước vào phòng và ngay lập tức cãi cọ với Okina trước mặt nữ y tá robot. Mặc dù đang cãi vã, nhưng nữ y tá robot vẫn có thể làm cho cặp đôi này bình tĩnh lại. Sau đó Kazari thông báo với Okina máy chơi game của ông đã sẵn sàng. Tuy nhiên, thay vì chỉ là một chiếc máy điện tử đơn giản kazari tiết lộ rằng một phòng game thùng hoàn chỉnh đã được thiết lập cho dành riêng cho nico khiến cậu vô cùng vui sướng và phấn khích cậu cảm ơn bà rối rít nhưng cô chỉ phải tay từ chối như thể đó không phải là chuyện lớn rồi kazari hỏi cấp dưới tại sao tất cả các tù nhân khác đều có mặt ở đây nhắc nhở phòng game thùng là phần thưởng dành cho nico cấp dưới giải thích rằng những người khác quá phấn khích và muốn xem phần thưởng của cậu không thể cưỡng lại việc tham gia nico tràn đầy hứng khởi bắt đầu chơi các trò chơi khác nhau trong phòng sau một lúc cậu yêu cầu Hajime và cấp dưới triệu tập người bay lơ lửng, hào hức muốn chia sẻ trải nghiệm với hắn. Sau đó, người bay lơ lửng đến nơi, rõ ràng là khó chịu vì bị cho gọi, nhưng tâm trạng của hắn sớm được cải thiện. Trong khi đó, Hajime và gã khỉ bắt đầu một cuộc thi nhỏ, mỗi người khoe khoang về tù nhân của mình và tham gia vào một cuộc tranh luận xem tù nhân của ai giỏi hơn. Trong khi đó, các tù nhân của cả phòng giam số 13 và số 8 vẫn tiếp tục vui vẻ chơi các trò chơi trong phòng máy. Ở một góc khác, giám sát viên cố gắng thuyết phục Jugo quẩy tim chung cho vui. Cuối cùng, Okina kéo Jugo đến một trò chơi gấp đồ chơi, nơi Uno thể hiện phong cách dân chơi bằng cách giành được một con búp bê hình Jugo và tặng nó cho cậu. Jugo có chút bối rối nhận lấy món quà, người bay lơ lửng cũng được thuyết phục tham gia chơi và mặc dù ban đầu chỉ lập được chuỗi thua và trở nên chán nản, tâm trạng của cậu đã thay đổi khi cuối cùng cậu thắng một con búp bê của chính mình, khiến cậu rất hài lòng. Cuối ngày, Kazari đưa cho Nico chiếc máy chơi game thực tế mà bà đã hứa, nhưng Nico bất ngờ từ chối. Cậu giải thích rằng cậu thích có một phòng máy lớn hơn để có thể vui chơi cùng bạn bè. Trong cuộc trò chuyện, Nico chia sẻ rằng Jugo đã giới thiệu cho cậu về văn hóa Nhật Bản, đặc biệt là manga và trò chơi điện tử. Điều này đã thay đổi hoàn toàn cái nhìn của cậu về cuộc sống. Lời tâm sự này khiến Jugo bất ngờ vì cậu không nhớ đã làm điều gì đặc biệt, nhưng Nico khẳng định điều đó đã tạo ra sự khác biệt lớn. Yugo cũng bày tỏ sự quan tâm muốn tìm hiểu thêm về trò chơi điện tử, yêu cầu Nico dạy cậu cách chơi. Trong khi đó, bên ngoài phòng game thùng, Uno nhìn thấy Musashi đang đi đâu đó với Kenshiro. Cậu lập tức dừng lại, nhưng Jugo xen vào, khẳng định rằng gã tóc cam không còn là mối đe dọa nữa vì đã mất sức mạnh lửa. Dù Jugo đã chấn an, Uno vẫn cẩn thận và khẳng định rằng gã tóc cam vẫn nên xin lỗi về những hành động trong quá khứ. Khi gã tóc cam xin lỗi, Uno ngay lập tức tha thứ cho hắn và mời hắn tham gia cùng mọi người trong phòng máy. Kenshiro đồng ý cho gã tóc cam đến thăm phòng máy với điều kiện hắn tiết lộ thêm chi tiết về quá khứ của mình để mở ra cơ hội cho nhiều phát hiện mới hơn trong tương lai. Gã tóc cam đồng ý kể cho Kenshiro về quá khứ của mình để đổi lấy việc được phép dành thời gian với những người khác. Trong phòng máy, musashi bắt đầu câu chuyện của mình bằng cách giải thích rằng từ khi sinh ra hắn đã khác biệt với những người khác hắn có một nhiệt độ cơ thể cao bất thường cao hơn mức trung bình ban đầu cha mẹ hắn nói rằng đây là một điều đặc biệt rằng sức nóng của hắn đến từ mặt trời và là một món quà họ khẳng định hắn là duy nhất và khả năng này khiến hắn trở nên đặc biệt tuy nhiên khi lớn lên nhiệt độ bên trong hắn trở nên quá mạnh mẽ và hắn không thể kiểm soát được cuối cùng hắn cảm thấy như cơ thể mình đang bốc cháy từ bên trong dù đã trải qua vô số xét nghiệm y tế Tất cả đều cho kết quả bình thường, nhưng tình trạng của hắn chỉ ngày càng tồi tệ hơn. Các bác sĩ không có câu trả lời nào đã khiến hắn cảm thấy lo âu và theo thời gian hắn bắt đầu mắc phải những cơn ác mộng mãn tính. Cuộc sống của hắn ngày càng trở nên khó khăn hơn để vun vén. Một ngày nọ, cơ thể hắn bị ngọn lửa bao trùm hoàn toàn, gây ra những vết bỏng nghiêm trọng. Các bác sĩ chẩn đoán tình trạng của hắn là đốt cháy tự phát ở người, nhưng không ai có thể giải thích tại sao điều này xảy ra hoặc làm thế nào để ngăn chặn nó. Dù vậy, cha mẹ hắn không bao giờ từ bỏ cậu sự hiện diện của hắn là điều duy nhất giữ hắn vững vàng trong những lúc lạc mất phương hướng khi lớn lên hắn đã cố gắng thi vào đại học nhưng mọi chuyện không cải thiện hắn sớm bị một sinh viên nào đó xa lánh và người đó bắt đầu lan truyền những tin đồn ác ý về hắn những tin đồn cho rằng hắn là một kẻ phóng hỏa khiến những sinh viên khác sợ hãi hắn hắn bị cô lập và nhiều người đã bắt đầu ghét hắn vì những lời nói dối đó cảm thấy chán nản và cô đơn hắn đã bỏ học và quay trở về nhà với hy vọng tìm được chút yên bình nhưng khi về đến nơi thế giới của hắn sụp đổ thêm một lần nữa hắn thấy ngôi nhà của mình đang cháy và kinh hoàng hơn nữa là người đàn ông đã lan truyền tin đồn về hắn ở trường đại học đang ở đó buộc tội hắn đã gây ra vụ cháy đang phá hủy gia đình mình cảnh sát nhanh chóng đến nơi và bất chấp sự vô tội của cậu họ thà tin lời xạo lời của người đàn ông đó và chuẩn bị bắt giữ hắn thằng nhóc tóc cam hoảng loạn kháng cự lại và một lần nữa cơ thể hắn bùng cháy trước mắt những người chứng kiến họ lùi lại trong sự sợ hãi gọi hắn là quái vật vào khoảnh khắc đó hắn mất hết hy vọng và ý chí chiến đấu cho phép mình bị bắt mà không còn kháng cự thêm ban đầu Việc ở trong tù cảm thấy như một sự nhẹ nhõm, như thể đó là một nơi trú ẩn khỏi thế giới bên ngoài. Hắn không còn là mối đe dọa đối với ai nữa, hoặc ít nhất đó là hắn nghĩ như vậy. Tuy nhiên, một ngày nọ, hắn bị một người đàn ông bí ẩn cổ sẹo tiếp cận. Người đàn ông này thề thốt sẽ chữa trị cho hắn và giúp hắn thoát khỏi ngọn lửa điên loạn ở trong hắn, khao khát được trở về làm người bình thường nên Musashi đồng ý với lời đề nghị của người đàn ông. Nhưng thay vì giúp hắn, người đàn ông với vết sẹo chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn. Gã đã cường hóa khả năng kiểm soát lửa của Musashi cho phép hắn triệu hồi và điều khiển ngọn lửa theo ý muốn mà không phải chịu bất kỳ tổn thương nào về thể xác điều này khiến hắn tức giận vì hắn chỉ muốn ngọn lửa cút mẹ đi chứ không phải có quyền kiểm soát chúng hắn chỉ muốn một cuộc sống bình thường không có lửa luôn sẵn sàng đốt cháy cơ thể hắn khi musashi bày tỏ sự phẫn nộ những lời phàn nàn của hắn bị một nhân vật khác có tên elf chế nhạo elf tiết lộ rằng hắn đã giả làm sinh viên ở trường đại học và chính hắn là người đã gài bẫy musashi tất cả đều là một phần của kế hoạch lợi dụng hắn cho các thí nghiệm biến thái của họ trong cơn cùng nộ Musashi đã lao vào tấn công Elf và cố gắng giết người đàn ông có vết sẹo bằng ngọn lửa của mình. Tuy nhiên, tên cổ sẹo bá hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng, gã dễ dàng chém xuyên qua ngọn lửa bằng những lưỡi dao của mình. Trong cuộc chiến, gã đã lấy đi một mắt của Musashi, để lại cho hắn một vết sẹo vĩnh viễn. Khi Musashi kết thúc câu chuyện, hắn nghi ngờ liệu Kenshiro có nghĩ hắn đang sàm chó hay không, vì hắn không có bằng chứng nào để chứng minh cho câu chuyện nghe chừng rất hoang đường của mình. Dù có những nghi ngờ, hắn bày tỏ sự nhẹ nhõm khi không còn khả năng điều khiển ngọn lửa vì phần cuộc đời đó đã bị lại ở phía sau hắn. Điều này khiến Kenshiro ngạc nhiên vì hắn tin vào câu chuyện của Musashi. Kenshi giải thích rằng trước khi trở thành lính canh nhà tù, hắn đã làm cảnh sát điều tra các vụ án liên quan đến việc các tù nhân bị sử dụng cho các thí nghiệm con người. Hắn đã từ bỏ lực lượng khi không ai tin vào những tuyên bố của mình và trở thành quản giáo nhà tù để tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm công lý. Kenshiro hứa sẽ giúp phơi bày những người đã lợi dụng Musashi và đảm bảo họ sẽ bị đưa ra ánh sáng. Hai người bắt tay, hình thành một mối liên kết cùng chung một khao khát lật tẩy chân tướng sự việc. Trong khi đó, ở một nơi khác trong nhà tù, Uno và cậu trai đẹp đang trong giữa một cuộc tranh cãi gay gắt. Uno đã mời các tù nhân từ khu 3 đến thăm phòng máy mới được lên kế hoạch của mình, nhưng cậu trai đẹp không vui về điều đó. Dù đang cãi vã, bạn của Uno kéo cậu theo đến căn phòng trống. Tại đó, U giải thích rằng cậu muốn việc xây dựng phòng máy là một nỗ lực hợp tác của cả một tập thể chứ không riêng gì ai. Hajime và các quản giáo cũng đã đến nơi, mang theo một bộ đồ nội thất đã được mua bằng số tiền mà Uno kiếm được. Ngay sau đó, gã người khỉ bước vào phòng cùng với các tù nhân từ buồng 8, mang theo một chiếc bàn cũ. Khi họ đang ổn định chỗ ngồi, quản giáo từng đảm nhận vị trí bình luận viên xuất hiện một cách hoành tráng, đẩy vài người sang bên với bộ sưu tập lớn các trò chơi của mình, bao gồm cả bảng phi tiêu, bàn bia và nhiều thứ khác. Các tù nhân rất phấn khích, trong khi Hajim, như thường lệ, cảm thấy khó chịu với sự hỗn loạn. Mấy cậu trai đẹp gây ấn tượng với những người khác khi flex cực mượt kỹ năng chơi phi tiêu và bia đỉnh nóc kịch trần phấp phới của họ. Một lúc sau, Kenshiro đến nơi, mang theo Musashi để hắn có thể lập tim quẩy chung. Cuối cùng. Hajime ra lệnh mọi người quay lại buồng giam, nhưng mệnh lệnh của hắn ngay lập tức vấp phải sự phản đối ẩm ý và kháng cự từ các tù nhân đang tận hưởng thời gian trong phòng kết. Đêm đó, Jugo và Uno ngồi lại cùng nhau, suy ngẫm về những sự kiện trong ngày. Jugo chứa đầy mặc cảm tội lỗi tự hỏi liệu anh có xứng đáng có được nhiều niềm vui như vậy không, xét về cuộc sống mà anh đã sống và thời gian ở trong tù. Uno vẫn thẳng thừng như thường lệ chỉ ra lý do tại sao Jugo có thể không xứng đáng, nhưng nhanh chóng thêm rằng con người ai chả có quá khứ, suy đi tính lại thì Jugo vẫn là người tốt anh khuyến khích Jugo giao lưu nhiều hơn và học cách tận hưởng cuộc sống, ngay cả trong giới hạn của nhà tù. Cảm thấy được khích lệ, Jugo rời khỏi buồng giam và đi ra ngoài, nơi anh ngắm nhìn bầu trời đêm trong một khoảnh khắc hiếm hoi của niềm vui và tự do. Nhưng khoảnh khắc bình yên của anh sớm bị sự xuất hiện không mong muốn của tên Elf phá vỡ, khép lại chuỗi sự kiện trong ngày bằng màn trào sân u ám. Elf chế nhạo Jugo, yêu cầu anh mua vui cho hắn cười. Bối rối và lo lắng trước sự xuất hiện của Elf, Jugo không hề nhận ra hắn. Khi Jugo quay người lại trong cơn tức tối, Elf đã dịch chuyển đến một bể nước gần đó, hai hước ngỏ ý họ đã từng chơi cùng nhau trong quá khứ, để mặc Jugo vật lộn với dòng ký ức. Elf tiếp tục dịch chuyển, dường như đâm trúng Jugo nhưng đó chỉ là một ảo ảnh. Hắn liên tục dịch chuyển, hỏi liệu Jugo có còn nhớ người đã mạo hiểm mọi thứ để bảo vệ anh hay không. Jugo bực bội yêu cầu Elf ngừng ăn nói hàm hồ và giải thích rõ ràng. Elf tiếp tục gọi Jugo là mẫu vật số 15, nhấn mạnh anh cần sử dụng những vũ khí được trao cho để chúng thu thập thêm dữ liệu. Jugo chửi rủa Elf từ chối làm tổn thương người khác bằng những lưỡi dao bị nhét vào tay mình elf bây giờ mới nổi cơn tam bành túm jugo lại và đâm một con dao vào tay anh ra lệnh anh ngừng xúc phạm ông chủ của hắn elf nói về cách hắn đáng ra nên tiễn quách jugo vào trước đó jugo vô tình nhớ lại một người đàn ông đã hy sinh cuộc đời mình để giúp anh chạy trốn trong cơn giận elf đe dọa sẽ giết tất cả những người xung quanh jugo mặc dù nhiệm vụ của hắn chỉ là thu hồi não của jugo hắn chế nhạo vẽ một đường trên khuôn mặt của jugo đe dọa sẽ tước đoạt nó lâm vào tuyệt vọng Jugo phát huy sức mạnh từ lưỡi kiếm tay của mình nhưng kiểm soát được sức mạnh, phá vỡ và làm hỏng vũ khí của Elf. Một lần nữa, đó lại là một ảo ảnh. Hài lòng với dữ liệu thu thập được, Elf chuẩn bị rời đi, thúc giục Jugo sử dụng lưỡi dao của mình nhiều hơn. Khi Jugo hỏi về một người tên là Musashi, Elf phủ nhận quen biết Musashi nhưng cảnh báo rằng hắn sẽ trở lại và đe dọa sẽ sử dụng bạn bè của Jugo như những con chuột thí nghiệm. Hắn nhảy ra ngoài, hứa hẹn sẽ ghé thăm lại, khiến Jugo cảm thấy lo lắng cho sự an nguy của bạn bè mình. Ngày hôm sau, Rock nhận thấy điều gì đó bất thường nhưng Jugo kiên quyết rằng cậu ổn, lòi lìa. Tối hôm đó, vì quyết tâm bảo vệ mọi người, Jugo lén lút ra ngoài để đào tẩu khỏi Namba ba một lần và mãi mãi. Tuy nhiên, Uno, Nico và Rock tỉnh dậy, hào hức muốn tham gia cùng anh. Khi chuông báo động nhà tù vang lên, Nam tự động khóa. Jugo tiến đến cánh cửa cuối cùng, chỉ để thấy Hajime đang đứng đợi. Vì muốn bảo vệ bạn bè của mình, Jugo khóa họ bên trong và chuẩn bị đối mặt với Hajime một mình. Jugo và Hajime bắt đầu một cuộc chiến khốc liệt, cả hai cùng phát huy toàn bộ sức mạnh của mình. Ngay trước khi có biến căng hơn nữa, Jugo đến và mở cổng, cho phép Uno và Jock chạy vào can thiệp. Họ giúp hai bên đình chiến và nhắc nhở Jugo về những lời hứa mà họ đã có với nhau. Nhận ra vị trí của mình bên cạnh bạn bè, Jugo hứa sẽ bảo vệ họ và không bao giờ bỏ chạy như một thằng hè nữa. Trong khi đó, ở một nơi khác trên đại dương, có một nhà tù tối mật, không thể bị xâm phạm, được ca ngợi là nhà tù số một thế giới có cửa vào không có cửa ra, đó là cho đến bây giờ.